Chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em Clam 2 tóc cần có cái hiệu là CZ và tóc cần Dot nha bạn. Thì Clam này tóc cần nó về sẽ trong vòng của khoảng 15-20 phút các bạn, hoàn toàn free. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả với video của mình, các bạn đăng ký với tài khoản nha. Bấm vào Detail Now nè bạn. Fit name thì các bạn ghi họ và tên của mình nè. Quỳnh Giang Anh. Email của mình nha bạn. Quỳnh 5200. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt quật sẽ nhận bắt quật nha các bạn. Tiếp tục các bạn tiếp vào hai điều khoản nha các bạn. Chứ phải tôi là người máy nha. Rồi bạn bấm vào register nha các bạn. Rồi nó hiện ra thông báo là chu email, set email, verify email thì các bạn mở email mình ra nha các bạn. Thì các bạn bắt đập lên nè. Các bạn mở địa chỉ email mình ra nha các bạn. Dự án nó gửi mình một cái email, các bạn nhấp vào một email màu xanh nha các bạn. May nó chậm quá. Tiếp tục thì các bạn bấm vào account, my account các bạn. My account các bạn. Để verify tài khoản của mình đó. Ok, nó hiện ra tích màu xanh thì các bạn bắt đập lợn nha các bạn. Rồi các bạn mở cái web lên nè. Rồi như vậy là mình đã có một cái tài khoản ở trên sàn mình chỉ việc claim thôi các bạn. Phan phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra, các bạn bấm gõ gsc.z. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nha các bạn. Mình hướng dẫn GSC trước đi. Rồi các bạn nhấp vào ba cho bạn cùng mà nha các bạn. Đầu rồi đứng máy luôn rồi. Gõ cho mình từ khóa là CES nha các bạn. C chứ. Rồi là cái đồng kịch tóc cần set này nha các bạn. Rồi bạn bắt đầu. Thì các bạn lướt xuống đây nha các bạn. Các bạn tìm nó coi các bạn ơi, các bạn. Mới gõ đâu mất tiêu rồi ta. GAC đâu ta. Các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. À đồng Z này các bạn. Đồng Z này có 147 đô cho một tóc cần rồi ta. Các bạn sao chép copy nè. Rồi bạn mở cái link form ra các bạn đây nè các bạn. Đâu ta sẽ không ăn ta. Bạn ngắt. Rồi các bạn tiếp vào cái nút này nha các bạn. Rồi bạn bấm claim. Budget you inbox to verify mail, các bạn bấm ok nha các bạn. Và các bạn chờ chút xíu nữa ăn claim các bạn. Click here you. Được, nó gửi về cho bạn một cái email cho bạn xác nhận nha bạn. Các bạn mới claim được nha bạn. Sau khi các bạn claim, các bạn xác nhận email thì tôi cần nó sẽ trả về cho các bạn từ 15 đến 20 phút nha bạn. Rồi các bạn bấm get you boy now nè các bạn. Sao mình chưa claim được nữa bạn. Các bạn vào mail verify các bạn dán add lại cái nữa các bạn. Bấm vào đây, bấm vào withdraw các bạn. Rồi các bạn bấm vào close các bạn. Sao không thấy gì chứ, claim là kỹ tớ. À nó kêu các bạn download cái trình duyệt browser này thì các bạn sẽ x2 tài sản các bạn. X2 tài sản nhưng mà các bạn bỏ, các bạn không mấy thì bạn claim máy các bạn. Mình bỏ đi, mình làm biết lắm, các bạn bấm vào claim luôn đi. Do you continue? Rồi các bạn bấm vào continue boy các bạn. Rồi bấm bút giao luôn có thứ sao ta. Rồi bấm club. Rồi nó nói
là cái mã thông báo to cần CSS đang trên đường là đang gửi gì cho mình nghe các bạn. Thì mình đã dịch ra như vậy đấy các bạn. Rồi các bạn bấm Close, bấm bỏ đi các bạn. Tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn cũng claim tiếp con token dot các bạn. Z đồng dot cho ta. Claim đi. Sau 24 giờ thì các bạn có thể vào claim được nữa nha tất cả các bạn. À, tiếp tục các bạn nhấp xuống đồng dot các bạn. Thì các bạn cũng copy cái địa chỉ đó coi của mình nha các bạn. Luôn. Được chưa nghe qua thì hiện tại con nó coi này giá cũng là khá là cao các bạn, lên 0.058 tôi cần này. Đợi hôm là 0.005 nay 0.05, ai mà đã thâu tốc cần đốt coi này sẽ được ít 10 tài sản các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào chữ dot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào claim add địa chỉ dot vào nè. Rồi các bạn bấm vào claim nha bạn. Rồi nó hỏi có download trình duyệt Blue Storyboard không thì bạn bỏ các bạn. Bạn bấm vào continue bỏ đi. Rồi bấm vào quit giao cái nữa các bạn. Rồi con này nó cũng trong chương trình là nó sẽ gửi mã thông báo sau 15-20 phút nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc mình. Ê, khoan khoan khoan. Các bạn bấm cloud đi. Để xuống. Các bạn lấy copy lên ghép này mình chia sẻ cho bạn bè nhà người thân để kiếm thêm tục cần nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.